Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Hoài Nam sinh năm 1999, chú phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội và Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1992, chú thôn Bắc Thắng, xã Liên Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, đồng thời truy nã đặc biệt với Dương Đức Luân sinh năm 2000, chú thôn Như Lăng, xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa về tội cướp giật tài sản. Liên quan vụ cướp giật 1 tỷ đồng của người phụ nữ ở Vĩnh Phúc khi người này vừa rút tiền ở ngân hàng về tại cơ quan điều tra bước đầu hùng và nam khai do nợ nần nhiều và thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên hùng nam và luân cùng tham gia nhóm facebook hội những người vỡ nợ toàn quốc bản thân ba đối tượng không có mối quan hệ quen biết gì nhau sau đó ba đối tượng nhắn tin riêng rồi gặp gỡ nhau để bàn bạc thống nhất việc cướp giật tài sản của những người rút tiền tại các ngân hàng ở địa bàn thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc các đối tượng thống nhất, nam sẽ vào quầy giao dịch của các ngân hàng để quan sát, xác định khách đặc biệt là nữ giới đến ngân hàng rút nhiều tiền, rồi thông tin qua mạng Facebook cho Hùng luôn, chờ sẵn bên ngoài bám theo để cướp giật tài sản. Cụ thể, từ ngày 5 tháng 3, ba đối tượng đã đi hai xe mô tô đến địa bàn thành phố Vĩnh Yên vào nhiều ngân hàng nhưng chưa thực hiện cướp giật được tài sản của ai. Khoảng 15 giờ 40 phút ngày 8 tháng 3, sau khi quan sát trong quầy giao dịch của một ngân hàng trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, thấy chị T đến rút 1 tỷ đồng, Nam báo cho Hùng, Luân bám theo sau đó cướp giật toàn bộ số tiền này rồi tẩu thoát. Trên đường bỏ chạy về Hà Nội, các đối tượng đi lòng vòng vào nhiều tuyến đường khác nhau, thay đổi quần áo ban đầu để che giấu và tránh sự truy bắt của cơ quan công an. Sau khi về Hà Nội, các đối tượng đã chia nhau số tiền vừa cướp được rồi bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị bất cứ ai biết hoặc phát hiện đối tượng truy nã Dương Đức Luân bắt giữ và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban Nhân dân nơi gần nhất, đồng thời thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc qua số điện thoại 0692 621 236 hoặc điều tra viên Nguyễn Việt Hùng điện thoại 0975 125 335. Cơ quan Công an sẽ thưởng nóng cho ai cung cấp thông tin có giá trị và giữ bí mật, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người cung cấp tin. Công an tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu bị can Dương Đức Luân sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Theo đó, sự việc xảy ra vào tối 12 tháng 3 tại thôn Lập Chí, xã Minh Trí thời điểm trên có một đôi vợ chồng cư trú tại thôn này xảy ra xích mích do mâu thuẫn gia đình quá trình mâu thuẫn người chồng đã dùng hung khí tấn công khiến vợ trọng thương tử vong sau đó theo thông tin từ nhiều người dân tại thôn lập trí trước khi gây án người chồng có dấu hiệu say xỉn sau khi gây án người chồng đã bị lực lượng công an bắt giữ hiện nguyên nhân cụ thể dẫn tới vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra làm rõ liên quan đến vụ án này một số người thắc mắc nếu giết người trong trạng thái tinh thần kích động mạnh có được giảm nhẹ hình phạt hay không? Điều 125 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh như sau: Người nào giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội đối với hai người trở lên thì bị phạt tù từ 3 đến 7 năm. Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, người phạm tội giết người trong trạng thái tinh thần kích động mạnh và xuất phát từ nguyên nhân do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó thì vẫn bị phạt tù. Mức phạt cao nhất lên đến 7 năm tù giam. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Con Tum, tỉnh Con Tum cho biết đã xác định danh tính bàn giao thi thể chết cháy trong lô cao su tại địa phận thôn 9 xã Đắc Cấm, thành phố Con Tum cho người nhà tổ chức tang lễ. Trước đó vào khoảng 21 giờ ngày 8 tháng 3, người dân phát hiện một tử thi là nam giới, độ tuổi khoảng từ 25 đến 40, tử vong tại Lô Cao Su thuộc thôn 9 xã Đắc Cấm nên trình báo công an. Vào thời điểm phát hiện, tử thi đang trong tình trạng da bị cháy, bong chóc, tay chân co cứng tư thế nằm ngửa, chân đeo dép quay hậu màu đen, tay đeo nhẫn kim loại màu vàng. Qua điều tra, công an xác định đây là vụ quên sinh, không có dấu hiệu phạm tội. Do không xác định danh tính nạn nhân nên công an phát đi thông báo tìm kiếm. Qua thông tin được đăng tải, người nhà đã tới nhận và xác định thi thể là ông N, 38 tuổi, chú thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Theo người thân nạn nhân, ông N là kiểm sát viên đang công tác tại Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai. Trước đó, người đàn ông này đã xin phép cơ quan nghỉ việc vì lý do cá nhân. Hiện cơ quan công an bàn giao thi thể cho gia đình về tổ chức tang lễ, bên cạnh đó đã lấy mẫu để gửi xét nghiệm ADN để có căn cứ chính xác. Một lãnh đạo công an huyện Cư Kuin thông tin, đơn vị đang tiếp tục lấy lời khai của Lê Văn Thiện 35 tuổi, quê huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An. Đối tượng này đã dùng dao súng hai lần truy sát một phụ nữ ở xã Ea Tiêu. Quá trình làm việc với công an đối tượng khai nhận vào năm 2017, Thiện vào tỉnh Đắk Lắk ở nhờ nhà một người quen tại xã Ea Tiêu, gần nhà chị NTBH. Trong quá trình sinh sống ở đây đã xảy ra mâu thuẫn với chị H, nên Thiện nảy sinh ý định sát hại chị để trả thù. Ngày 30 tháng 1 năm 2023, khi chị H đang ở nhà, Thiện đã xông vào dùng dao chém thẳng người chị gây thương tích. Em trai chị H chạy ra ngăn cản cũng bị Thiện chém vào tay, phải nhập viện. Sau đó chị H trình báo cơ quan công an. Gây án xong đối tượng bỏ trốn, nên đến tháng 8 năm 2023, Công an huyện Cư Cư ra quyết định khởi tố bị can quyết định truy nã thiện trên toàn quốc. Dù đang bị truy nã nhưng đến ngày 11 tháng 1 năm 2024, thiện từ Campuchia quay về rồi xông vào nhà chị Hát dùng súng bắn hai phát về phía nạn nhân. Tuy nhiên, chị Hát kịp né tránh khiến viên đạn sượt qua da, chị nhanh chóng chạy vào nhà khóa trái cửa phòng nên thiện không vào được và bỏ đi. Trước sự nguy hiểm manh động của người này, Công an huyện Cư Quyên đã xác lập chuyên án phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắc, lập tổ công tác để truy xét. Ngoài ra, Công an cũng cắt cử lực lượng để bảo vệ an toàn cho gia đình chị Hát. Quá trình truy bắt Thiện, lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn vì Thiện liên tục thay đổi địa điểm, lẫn trốn đến nhiều tỉnh thành trong nước và ở Campuchia. Đến ngày 10 tháng 3, Thiện bất ngờ xuất hiện tại một láng trại của người dân ở xã Tân Thành, huyện Krono, tỉnh Đắk Nông, Khoảng 20 giờ cùng ngày, công an đã khống chế bắt giữ đối tượng, thu giữ một khẩu súng, 5 viên đạn và hai cây dao rượu. Tại cơ quan công an, Thiện khai nhận sau khi dùng súng bắn chị Hát thì đã bỏ trốn sang tỉnh Gia Lai và qua Campuchia. Đến ngày 9 tháng 3, Thiện từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh rồi lên Đắk Nông lẫn trốn thì bị công an bắt giữ. Thiện đã mua khẩu súng cùng 11 viên đạn của một người Campuchia tại khu vực biên giới với giá 6,5 triệu đồng. Như đã đưa tin, sau khi bị bắn trượt, lo lắng cho tính mạng của bản thân và gia đình. Ngoài việc báo công an, chị Hát đã đăng tải thông tin đối tượng thiện lên mạng xã hội để mọi người ai phát hiện trình báo công an. Liên quan vụ việc, chị Hát cho biết đã gửi thư cảm ơn công an tỉnh Đắk Lắc, công an huyện Cư Cư In và công an xã E Tiêu vì đã nhanh chóng bắt được người nhiều lần truy sát bà. Theo bà Hát, sau khi bị ông Thiện truy sát, bà rất hoảng loạn. Tuy nhiên, lực lượng công an đã luôn túc trực bảo vệ gia đình bà được an toàn cho đến khi bắt được ông Thiện.